những trải nghiệm không thể nào quên. Tự nhiên giữa một cái bãi biển bùng tình có cái lòng tông màu vàng kè. Cùng hành trình khám phá miền Tây đầy thú vị với các nghệ sĩ khách mời và những người bạn ngoại quốc. Miền Tây lạ lắm à nghe. Một series truyền hình thực tế đặc sắc sẽ đưa quý khán giả đi tìm những nét độc đáo, mới lạ trong đời sống văn hóa của người dân đất Chín Rồng. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 18:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh Miền Tây truyền hình Đồng Tháp 2, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Mời quý khán giả cùng đón theo dõi.